Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng với kênh Nhật ký ăn chay. Hạt đác đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Vậy làm thế nào để sơ chế hạt đác đúng cách? Kết hợp hạt đác với những món ăn gì? Thì bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp và thực hiện món ăn này với em nha. Ở đây thì em có khoảng 300g hạt đác. Hạt đác tươi sau khi mua về, để loại vỏ bớt nhớt, em đã rửa kỹ qua 5-6 lần nước rồi. Bây giờ em chuẩn bị thêm một thau nước muối pha loãng, có thêm một chút nước cốt chanh. Rồi ngâm hạt đác đã rửa trong vòng 15 phút. Trong thời gian ngâm hạt đác, bây giờ em đi cắt chanh dây. Ở đây em có 4 quả chanh dây. Nếu cả nhà thích ăn có vị chua nhiều thì có thể thêm chanh dây nha. Phần chanh dây sau khi bổ làm đôi, em nạo lấy phần ruột của chanh dây ra. Quay lại với tô hạt đác, sau 15 phút, em đem đi rửa với nước sạch vài lần để khử mùi và nhớt, rồi vớt ra để ráo. Tiếp đến, em bắt 300ml nước lên bếp để luộc hạt đác. Cả nhà lưu ý là lượng nước phải ngập hạt đác nha. Khi nước đã sôi, em cho vào đây một chút muối, rồi cho hạt đác vào luộc khoảng 5 phút. Sau đó vớt ra, lại tiếp tục rửa thật sạch với nước lạnh. Đến bước này, cả nhà có thể đem hạt đác đi chế biến với các món như là nấu chè hay là pha đồ uống. Nếu cả nhà chưa có thời gian nấu, thì có thể bảo quản hạt đác bằng những cách sau. Cách 1 là cho vào túi zip hoặc là những hộp đựng thực phẩm có nắp, sau đó bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh, bảo quản tối đa khoảng 1 tháng. Còn cách thứ hai, ngâm hạt đác trong nước sạch hoặc là nước muối loãng. Với cách này, cả nhà cần rửa hạt đác và thay nước mới mỗi ngày. Thời gian bảo quản tối đa là 2 tuần. Bây giờ thì em ướp hạt đác với đường. Với 300g hạt đác thì em chuẩn bị 100g đường nâu. Cả nhà có thể dùng loại đường nào cũng được nha. Em cho đường vào hạt đác, trộn chúng lên và em ướp chúng trong vòng 2 tiếng. Do em rim với chanh dây cho nên em dùng đường nâu để lát nữa hạt đác của em lên màu sẽ đẹp hơn. Sau 2 tiếng thì bây giờ em cho hỗn hợp hạt đác đường vào rim. Em rim trên lửa nhỏ. Rim đến khi nước cạn hết một nửa thì em cho chanh dây vào. Phần chanh dây em chia làm 2 lần. Lần đầu em cho một nửa để hạt đác rim có vị chua chua của chanh dây. Lần 2 là lúc gần tắt bếp vì lúc này em muốn giữ lại mùi thơm của chanh dây. Cả nhà nhớ là cho vào đây một chút muối để dằn vị ngọt cũng như là giúp mình bảo quản hạt đác được lâu hơn nha. Rim đến khi gần cạn, em cho phần chanh dây còn lại vào, đảo qua một lượt rồi tắt bếp. Làm như thế này, mình sẽ giữ được mùi thơm của chanh dây đó cả nhà. Sau khi tắt bếp, cả nhà cho ra dĩa, cho nhanh nguội nha. Nếu như để lại trong nồi, thì phần nhiệt ở trong nồi sẽ âm ỉ, làm cho phần hạt đác của mình bị mềm bở, ăn sẽ không có ngon. Hôm nay thì em dùng hạt đác chanh dây cùng với sữa chua dẻo nhà làm và dâu tây. Phần sữa chua dẻo này thì em cũng đã có làm video hướng dẫn, cả nhà vào phần mô tả em đã có gắn link đó cả nhà. Ngoài rim với chanh dây, cả nhà có thể rim với thơm, hoa đậu biếc, lá cẩm, lá dứa, dâu tằm đều được. Cả nhà nhớ làm thử rồi cho em biết kết quả với nha. Nếu thấy hay, cả nhà cho em xin một lượt like và subscribe để em có thêm động lực ra thêm những video mới chất lượng hơn nha. Bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Em chúc cả nhà mình một tuần mới sức khỏe, niềm vui và bình an.